Nhưng sao lại tự động viên mình không sao cả, cố làm đi xong rồi sau về già xem sao cho con cháu nó xem mọi người sau này cháu nó sẽ bảo ồ ngày xưa bà nội bà ngoại mình ngầu như này cơ mà. Xin chào mọi người, hôm nay Thục sẽ nấu một cái món mì rất là đặc biệt của Đài Loan nha mọi người. Đây, giới thiệu với mọi người. Đây là cái mì này. Cái mì này là người ta cắt miếng nha mọi người, từng miếng một vuông vuông như thế này này, chứ không phải là mì sợi. Thì hôm nay Thục sẽ ăn cái mì này. Cái mì này rất là ngon, mình có thể nấu mì nước hoặc là mình xào, chế biến được rất là nhiều món luôn. Hôm nay Thục sẽ xào cùng với lại hải sản nha mọi người. Xào thập cẩm luôn. Thì ở đây Thục có mực tươi này và tôm tươi Thục bóc sẵn sạch sẽ rồi này. Và đây là hàu nha mọi người. Hàu Thục cũng rửa sạch sẽ nước trắng tinh rồi này. Và một ít thịt lợn nữa. Hành, tỏi, gừng. Và cái này là rau bắp cải và măng tây nha mọi người. Đấy. Nguyên liệu của mình là có tất cả như này. Thì tất cả các nguyên liệu này á, bây giờ Thục sẽ ướp nó lên để cho nó ngấm gia vị đi. Thì 30 phút sau mình sẽ xào lên nha mọi người. Thì mọi người cùng chờ để vào bếp nấu món mì xào đặc biệt này cùng với Thục nha. Mình xào cho nó thơm lên ấy. Thì bắt đầu cho thịt vào trước nha mọi người. Cái này lưu ý cho to lửa. Thịt thì Thục đã ướp rồi này, ướp sẵn hết rồi. Nó chín tái đi thì mình cho tôm với mực vào nhanh mọi người. Cái này thì cũng ướp sẵn hết rồi đây này. Thơm quá. Cái món này thơm nước mũi luôn đấy. Mình ướp cái đồ mà nó khô ráo nước ấy mọi người thấy không? Khi mình xào lên là nó không bị dính, nó không ra nước này. Rất là thơm ngon luôn. Gia vị thì Thục đã ướp sẵn hết rồi cho nên lát nữa mình xào chín thì mình nếm thử xem là nó vừa khẩu vị chưa. Nếu chưa vừa thì mình nêm nếm một chút thôi mọi người. Sau khi mình đảo cái tôm thịt nó thơm lên rồi, chín rồi mọi người. Đây là cái bát nước cũng có dầu hào này, xì dầu này, một chút đường nữa cho vào đây. Mọi người nêm nếm gia vị sao cho nó hợp với khẩu vị nhà mình nhé. Thì có mắm, muối, đường, hạt nêm và dầu hào. Gia vị thông thường thôi, không có cái gì đặc biệt hết. Giờ Thục sẽ cho rau vào nhé mọi người. Có rau bắp cải. Thơm quá. Đây mọi người nhìn cái nồi xào của Thục rất là ngon này. Khi mà mình xào cái rau nó tái đi rồi nha mọi người. Không cần chín quá đâu. Thì bắt đầu là Thục sẽ cho mì vào. Mì vào nha mọi người. Cái mì này Thục cũng ướp một chút xì dầu này.
Nhưng lúc nãy mình có cho thìa dầu ăn vào cho nó đỡ dính. Đấy. Mình nhìn thấy hấp dẫn không? Mình nhìn thấy cái món mì của mình nó có ngon, có hấp dẫn không? Quá là tuyệt vời luôn. Tiếp tục cho gần cho mọi người xem ha. Đây. Món mì xào của Thục đã xong rồi. Mọi người nhìn thấy có ngon không? Quá tuyệt vời luôn. Và cái món mì Thục cũng đã xào xong cho mình rồi đây mọi người ơi. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng ăn với Thục nha. Cái món mì này rất là ngon và rất là đặc biệt luôn. Đây không phải sợi mì mà gọi là miếng mì á mọi người. Thục ăn thử xem vị nó như nào. Quá tuyệt vời luôn á. Cái món này ngon miễn bàn luôn á. Mực cũng ngon. Mình xào như này là vừa vị ăn rất là tuyệt vời luôn. Mang tây này ngon quá. Cái mì này mà nấu mì bò ấy mọi người cũng rất là ngon. Thái miếng thịt bò ra như này này, xong rồi mì cũng miếng như này, đều vuông vuông như này, xong đến lúc mình nấu lên ấy, rất là ngon luôn. Ăn nó có một cái vị rất là lạ, nó khác, nó không giống như những cái mì sợi bình thường mình ăn đâu. Thịt lợn mềm tơi luôn, không hề bị dai. Mọi người nếu mà xào thịt ấy thì cho một chút bột ngô hoặc là bột khoai tây hoặc là bột năng vào cũng được nha mọi người. Thì nó sẽ giúp cho cái miếng thịt của mình nó mềm ấy, nó không bị dai. Còn nếu mà mình xào không bình thường không ấy thì cái thịt nó sẽ rất là dai và hơi khô đấy. Không à. Cái món này ngon quá. Đài Loan, Trung Quốc, người Trung Hoa ấy, mì của họ rất là nổi tiếng luôn mọi người, rất là nhiều loại mì luôn. Mì thì nhiều lắm. Loại nào cũng ngon. Cái món này xong rồi thì không biết là sẽ lên cân hay xuống cân đây mọi người. Ngon quá. Thủ cũng không nghĩ là mình nấu ăn lại ngon thế đâu. Đôi khi là không tin vào cái tài năng của mình luôn đấy. Món này mà nấu đổi bữa cuối tuần cho ông xã thì rất là tuyệt vời mọi người. Này ăn nóng quá mọi người, nắng nóng. Ăn cũng cảm giác là mệt mỏi luôn á.
con nhà Dũng nó bảo là mẹ ăn là chuẩn bị mẹ thành con heo rồi. Ăn nhiều quá, hỏi suốt cả ngày mẹ ăn, ngày nào mẹ cũng ăn. Rau nóng ăn rất là ngon. Cái mì ấy thì ăn nó có cái độ dẻo dẻo chắc chắc đấy mọi người, nó không mềm không nhũn, nó không giống như cái loại mì mì sợi nhỏ đâu. Làm YouTuber giống như kiểu là đang đi thi ăn ăn khổng lồ ấy mọi người nhỉ. Người ta làm ăn ít thì mình làm ăn rõ là nhiều. Cứ như kiểu đi thi ấy, mọi người bảo là Thục làm giống như đi thi đồ ăn ấy. Làm cũng nhiều mà ăn cũng nhiều. Đam mê vui là chính mọi người. Vừa được thỏa thích nấu những cái món mà mình thích ăn, hoặc là có những món mà mình chưa nấu bao giờ thì học hỏi nấu xem nó như thế nào ấy. Vừa được ăn này, vừa được ngồi đây độc thoại nói chuyện một mình cũng vui à. Cũng thú vị hết chứ lùa đâu. Con trai Thục bảo là khi nào thì mẹ được nước kim cương. Con trai Thục hay xem các cái của các kênh của thiếu nhi ấy, của trẻ em ấy, thấy cứ nói đến nút kim cương, nó hỏi mẹ là khi nào mẹ được nút kim cương. Mẹ bảo là bây giờ còn cháu còn chưa có một hút nên lấy đâu ra có nút kim cương. Lắm này rất là vui mọi người. Cả tháng ấy mọi người xem ủng hộ mình ấy thì được khoảng độ vài đô à. Cuối cùng đến cuối tháng nó quét sạch, nó trừ sạch đi, không còn đồng nào, nó trắng trơn luôn. Làm gì có đồng nào trong tài khoản đâu. Ai cũng hỏi là có tiền chưa, làm gì có tiền. Chưa đủ tiền mua bát cháo đâu mọi người. Nhưng mà đam mê cho nên là làm cho mọi người xem cho vui à. Để sau này về già ấy, cho cháu nội cháu ngoại nó xem, nó nhìn thấy à, bà nội bà ngoại nhà nó ngày xưa ngầu này ấy. Lưu truyền cho hậu thế. Có những ngày không có tâm trạng để quay ấy mọi người, bởi vì là có những lúc mình làm lên là không có ai xem, không có mọi người xem, cho nên là hay là bị gọi là bị bất mãn. Nhưng sao lại tự động viên mình, không sao cả, cố làm đi, xong rồi sau về già xem. Sao cho con cháu nó xem mọi người. Sau này cháu nó sẽ bảo ồ ngày xưa bà nội bà ngoại mình ngầu như này cơ mà. Quá ngầu luôn đấy. Ngon quá. Cái mì này như Thục nói lúc nãy, mình không nên xào khô mọi người. Mình xào anh phải có nó có cái độ ướt ướt như thế này. Nó còn một ít sệt sệt đấy.
thì cái mì thì mình ăn nó sẽ không bị khô, kể cả bất kể mì nào thế, chứ không riêng gì cái mì mì to này đâu. Mình xào như này á, ăn nó rất là ngon. Bên này nó có một cái loại mì xào khô ấy, hôm nào Thục sẽ làm cái món đấy giới thiệu với mọi người, nó cũng rất là ngon luôn. Thục cảm thấy à, Đài Loan của nó nhiều mì ấy mọi người, rất là ngon. Họ làm nó không bị, nó không giống như kiểu là mì của mình, nó không có mùi bột sắn đâu. Như mì tôm của mình ấy là người là có mùi bột sắn vào đấy, bên này thì không có đâu mọi người, có mì tươi, mì khô, ở chợ họ bán rất là nhiều loại, tha hồ cho mình lựa chọn luôn. Ăn mì này nhanh béo lắm mọi người, vì nó là chất bột nhiều mà. Tôi cứ nghĩ cái cuối tháng vừa rồi mà buồn cười quá. Trong tài khoản ấy là có 19 đô rồi mọi người. Bật kiếm tiền trong một tháng có 19 đô ấy. Sang qua ngày mùng 4, tối đêm ngày mùng 4, sáng ngày mùng 5 ngủ dậy là thấy nó quét sạch cái còn có 0,02 đô. Rất là hụt hẫng luôn. Cảm giác như là bao nhiêu cái công sức mà mình làm từ hồi đến giờ ấy nó bay biến đi mất, nên rất là buồn. Hey, mọi người à, nhớ xem ủng hộ Thục nha. để Thục còn lấy cái nút kim cương cho thằng con trai nó xem ấy. Rất là ngày hỏi mẹ khi nào được nút kim cương. Nó bảo sao đậu không xem kênh cho mẹ để mẹ lấy nút kim cương, thì nó bảo xem kênh của mẹ chán vào xử đi suốt cả ngày chỉ có ăn không thôi. Trời ơi, món này ngon quá mọi người, càng ăn càng thấy ngon. Ăn to cho nó gan cái mồm. Đó, mã đậu rồi mọi người. Thục bây giờ ăn xong Thục vẫn nhớ mình quên một món không bỏ vào ấy. Là con hàu ấy mọi người. Bởi vì là những cái món đấy cho sau, Thục cho nó vào tủ lạnh cho nó mát để cho nó khỏi bị ươn, nhưng cuối cùng là quên luôn rồi. Nhưng mà không sao, cũng rất là ngon. Nhưng mà có thêm con hàu vào thì nó rất là nhiều chất luôn. Già rồi ấy mọi người, hay quên lắm. Ngon quên lối về luôn. Món này ngon quá, xuất sắc luôn. Nó lại ngon thế rồi. Mình phục cái tài năng của mình quá. Nó ngon từ cái nước sốt cho đến cái rau, đến cái mì và tôm thịt đều ngấm.
Tiếc là hôm nay Thục quên mất con hàu ấy mọi người. Quên mất một cái bát hàu ở ngoài. Đầu óc có vấn đề. Ngon quá. Thục cứ ăn cái đà như thế này, không biết là có nên đi thi ăn nhiều hay không mọi người. Ở Nhật Bản ấy nó có cái cuộc thi mà ăn nhiều ấy, ai ăn được nhiều là sẽ có phần thưởng ấy. Cố gắng phấn đấu. Mà Thục ăn nhiều như thế này ở ngoài Thục cũng rất là gầy nha mọi người, không hề mập đâu. Hôm nay ăn lịch sự mọi người, người lạ ăn nhiều quá. Và bữa ăn hôm nay tôi cũng xin dừng lại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết. Mọi người đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ cho Thục nha. Bây giờ thì Thục xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye.